Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bê Quy Thành Đầu Có Củ Hành. Và bên cạnh đây là ai nhỉ? Bên cạnh Bê Quy Thành chính là Shizuka. What the hell? Đúng là ảo ma. Shizuka làm gì có xấu như thế này đâu nha. Shizuka rất là xinh, nhưng cũng chỉ xinh như ốc thôi. Bạn bị kinh rồi. Thế à, còn lâu đi. Mà sao hôm nay mình làm gì mà liên quan tới Shizuka? Bởi vì ông đã nhận được tin nhắn và bình luận của các bạn rất rất nhiều là yêu cầu bọn mình hãy làm Nobita xuất hiện trong Poppy Playtime. Mà đã có Nobita thì chúng ta cần phải có một bạn Shizuka. Thì hôm nay đó chính là Các bạn ơi, nói đùa chứ ốc làm Shizuka xấu thật nha. Các bạn đừng bảo ốc làm Shizuka nữa, anh ở đây mệt lắm. Anh ai xấu? Tới game mẹ. Ok, vậy thì chúng ta vào chơi luôn nha các bạn. Lần trước mình đã làm về Doraemon rồi, hôm nay Nobita sẽ xuất hiện trong Poppy Playtime. Yes. Đây đây các bạn ơi, chúng ta đầu tiên sẽ đi lấy bàn tay màu xanh. Sau đó làm gì nhỉ? Chạy thật nhanh. Rồi chúng ta mở cái cánh cửa có bàn tay màu xanh. Đúng để gặp, rồi. Để gặp ai? Để gặp được Nobita. Không biết Nobita trong Poppy Playtime có đáng sợ không nhỉ các bạn nhỉ? Wow, Nobita chẳng có gì đáng sợ các bạn ạ. Giống hệt như chúng ta đọc trong truyện, mỗi tội là Nobita này cao to hơn, khổng lồ. Nobita ở trong truyện là một cậu bé ở đây to như kiểu người khổng lồ các bạn ạ. Mà Nobita này có vẻ da đen hơn ấy. Mà cái áo của Nobita trông như kiểu bị làm sao không ạ? Wow, Nobita này là đang mặc trang phục đi học ấy các bạn ạ. Ui, còn đeo cả ba lô nè. Sao ba lô là hình bông hoa? Chỉ có con gái mới đeo hình bông hoa thôi. Ôi, trên đầu còn có cái gì ấy? Cái tóc ơi. Có cái chòm tóc ở trên đầu, cười quá các bạn. Nobita đang vẫy tay để chào anh Bê Quy Thành và chào Shizuka. Và chào các bạn đấy nha. Này, trời ơi. Ui, cái gì đây? Đấy là cái cổ áo và cái cúc áo của Nobita. Nobita này chẳng đáng sợ gì cả. Cái mặt rất là đáng yêu nhá. Đeo kính trông rất là hiền lành nha các bạn. Nhưng mà tí không biết Nobita có trở thành quái vật ăn thịt mình không nhỉ? Mà chắc chắn rồi. Vì trong Poppy Playtime những cái con gì đến cuối game đều trở thành quái vật hết. Đúng là mất hết tuổi thơ rồi các bạn ạ. Và anh để ý mà xem bàn tay của Nobita ấy, cái khuỷu tay ấy, trời ơi, nó đang bị gãy hay sao ấy. Ôi dồi ôi các bạn ơi, tay của Nobita làm sao đây? Gặp các vấn đề về xương khớp rồi. Chắc là Nobita mố quạt nhiều. Anh cũng không biết. Mà cái dây quai cặp còn xuyên qua cái áo luôn. Cái áo thì như kiểu các bạn bị mất hết màu này. Ui, chân đi giày ấy. Xịn xò con bò ra phết nhỉ. Quay những cái hộp đồ chơi xung quanh. Hộp gỗ xung quanh nè. Là hình Doraemon á. Và cả trong hộp đồ chơi cũng là hình con Doraemon luôn. Đấy, Doraemon. Sao không phải là Nobita nhỉ? Chả hiểu kiểu gì các bạn ạ. Vậy thì chúng ta sẽ đặt bàn tay màu xanh vào đây để lấy được cái gì nhỉ ông nhỉ? Chiếc chìa khóa. Đấy, một chiếc chìa khóa sẽ xuất hiện trên bàn tay của Nobita. Chúng ta sẽ lấy. Từ từ anh bảo Nobita phải bé bé nó mới hợp lý. Nobita chỉ là học sinh lớp 1 thôi mà, nên là cho bé lại. Đúng rồi. Cảm giác to như thế nó tát cho ông một phát cho ông cứ sấp mặt. Tát anh ấy, anh ấy cũng đấy. Được rồi đấy. Đấy. Cậu bé phải như thế này mới đúng chuẩn này các bạn này đấy. Dễ thương thật sự luôn các bạn ạ. Thôi bây giờ mình đi nối điện đi. Rồi. Mở cửa ra. Ta sẽ sửa điện. Mà tại sao Nobita không đi học mà lại đi đến nhà máy Poppy Playtime nhỉ? Tại vì hôm nay tụi mình làm cho Nobita xuất hiện ở đấy. Chắc là Nobita trốn học ấy. Em đọc truyện Doraemon thấy Nobita rất hay đi học muộn và trốn học. Xem này, xem Nobita dùng phép Turin biến mất này. Ấy, mất hút luôn các bạn. Và mình biết thừa Nobita đứng ở sau cánh cửa này. Rồi, đấy. Mở cửa ra, chúng ta sẽ thấy Nobita thò tay ra vẫy gọi các bạn đi học cùng đấy. Hay là vẫy gọi các bạn trốn học cùng ta. Sao Nobita tay dài thế? Ủa, cái gì đây? Ui. Ui. Tay gì mà củ khoa củ khèo như như cái cành cây ấy các bạn. Xong lại còn chỗ nhỏ chỗ to nó trông kinh thật sự ấy nhỉ. Ui ôi, cái gì đây? Đấy, cũng một chân thò dưới nền nhà. Như thế này mà không bị rơi ra ngoài thế giới nhỉ các bạn nhỉ? Nobita đứng úp mặt vào tường, giống như là thầy giáo của Nobita phạt Nobita lúc mà Nobita được điểm không ấy. Ui giời ơi, hóa ra là học rốt. Rốt lắm, Nobita học rốt mà. Ai xem hay là đọc truyện Doraemon đều biết là Nobita học rốt. Thế à? Rốt hơn cả ốc luôn ấy. Ốc đã rốt thì còn được rốt hơn cả ốc các bạn ạ. Và từ từ để anh xóa cái tường này nhá. Các bạn ơi, đấy,
Nobita biến mất rồi. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo dấu vết để lại đến một căn phòng khác và lấy được bàn tay màu đỏ. Lấy cái tụ cuối này, kéo. Rồi, chương trình đoán là các bạn đoán xem ở đây là con Huggy thò ra hay là con Nobita thò ra. Làm gì có chuyện hai Nobita, chắc chắn là con Huggy. Làm gì ông ơi, biết đâu là Nobita thò mặt ra dọa mình thì làm sao? Thế thì anh cứ ra xem đi rồi khác biết ngay. Ok. Bảo mà Nobita sẽ thò cái đầu ra dọa mình đấy. Trời ơi, nhưng mà cái đầu của Nobita nó không đáng sợ như kiểu đầu của Huggy các bạn ạ. Mà em còn thấy nhìn hơi ngáo ngáo ấy các bạn. Nhìn đã biết là một đứa học dốt. Học dốt kiểu thò đầu ra, không biết có ai ngoài này không để mình chui ra ngoài tường mình đi trốn học. Thôi anh làm nhanh lên để em còn được gặp Nobita, em là Shizuka mà. À thế à, nhưng mà từ từ để anh vào đây nhìn Nobita cái đã. Úi dồi ôi. Ui, Nobita sao trong này nhìn nó lại quắn quéo thế này. Trông nó ảo diệu thế đấy các bạn, để từ từ anh xóa này cho các bạn nhìn rõ nhá. Đấy, cái chân này. Chân làm sao mà được như này, ngoài đời mà mình như thế này là gãy chân luôn rồi các bạn. Đây, thấy không? Đấy, đỉnh cao chưa ạ? Đấy, buồn cười thật sự các bạn ạ. Wow. Đấy, thò đầu ra cái cửa này các bạn này, đấy. Ui, anh xóa nốt cái cửa đi, xóa để mỗi cái cửa không làm gì. Cái cửa mà bây giờ mình xóa đi là Nobita biến mất. Thì cho Nobita biến mất luôn. Không, anh không cho Nobita biến mất đâu, kệ Nobita đi. Anh sẽ vác súng ra bắn Nobita. Sao anh lại bắn Nobita? Cái tội dám sao mình... Ê, Nobita lại dùng phép thuật Queen và biến mất rồi. À thế đấy các bạn ạ, hút đầu vào phát xong biến mất luôn. Chắc là đến cái đoạn cuối game mở cánh cửa đấy để cả đợi chúng ta đó các bạn. Đợi gì anh? Nobita đợi gì anh? Nobita đợi em. Đợi Suka. Lấy bàn tay màu đỏ chết. Rồi. Lấy cái đầu nhỏ. Thôi. Nhanh lên. Bàn tay vào đây, vào đây. Và cánh cửa sẽ mở ra. Và lại đi nối điện. Chơi game này xong đúng ra anh phải trở thành người công nhân sửa điện rồi các bạn. Anh học dốt còn đòi làm công nhân sửa điện. Điện đã giật cho anh tung mồ. Anh học dốt sợ đấy. Im để anh sửa điện nhanh chóng nào. Anh bị điện giật đó các bạn. Anh bốc phét thật đấy. Anh diễn sâu thế còn gì. Đấy, bấm nút. Rồi. Đèn tê tê. Đấy, đúng như kịch bản luôn. Ôi, quay đóng hết cả mặt. Bây giờ làm đồ chơi đúng không? Đúng rồi, đây, những mảnh đồ chơi sẽ đi vào cái máy này. Và chúng ta sẽ đợi lấy một món đồ chơi đặt vào đây nha các bạn. Để cánh cửa này mở ra. Ta sẽ được gặp Nobita. Đúng rồi, mặc dù cánh cửa bây giờ chưa có cái gì hết. Đấy. Dồi ôi, Baby Thành đi xuyên rồi. Ôi, anh xóa hết sạch tường của nhà máy rồi à? Không, đây là anh nhìn từ trên cao. Anh chưa hề xóa gì nha các bạn. Đây là hiện tại cái map của nó chưa có loát đấy các bạn. Đấy, đây là toàn bộ cái map ở trong Puppy Playtime thì phải các bạn ạ. Hello baby. Hey little baby, could you for my Ôi. Kéo. Chép thuật win. Đặt vào đây. Đấy, đỉnh không ốc, đỉnh không? Tỉnh cái gì, bàn tay nó xịn xò chứ ai mà chả biết dùng. Em thì biết cái gì. Các bạn ấy game lỗi à? Tự nhiên mất tường mà. Bảo rồi. Thế mình đi ra đây. Đi ra đây không được các bạn, mở cửa đấy cũng không được luôn đấy. Không hiểu kiểu gì. Không hiểu luôn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cùng đi vào để xem gì nhỉ? Nobita. Thôi biết rồi, đi vào đi. nói thế cho các bạn sợ thôi. Để bạn sẵn sàng. Nobita ơi, sao không đi học đi, đến đây dọa mình làm chi? Trời ơi, Nobita đi đúng như kiểu một đứa chán đời. Nhưng mà một lúc nào cũng cười. Cười hở mười cái răng nhưng mà bạn này không có răng à? Trời ơi. Ôi rồi, để đúng xem. Là chân dài đến nách. Để xem Nobita thì mình kiểu gì nha các bạn. Trời ơi. Còn cái lì, còn đúng đen thì thôi. Ông ơi, Nobita thì rất là ngông nghếch đúng không? Bây giờ anh đặt cái thùng vào đây để xem Nobita đi ra có bị vấp vào rồi ngã sấp mặt không nha các bạn. Đúng rồi, nếu như trong chuyện thì Nobita hậu đậu lắm. Rồi, đi. Ra đâu ấy? Lại đi xuống cường cho mà xem. Ngay mà. Ui, các bạn ơi, Nobita ở trong này không hiểu đậu nhá. Sút một phát bay cái thùng luôn. Nào, dừng lại nào. Ui ôi, cái mặt to hù hù. Dí vào cái mặt của mình các bạn ạ. Rồi, để anh chuyển góc nhìn nha các bạn.
Đây các bạn ơi, đây chính là động tác Nobita bắt mình để ăn thịt luôn các bạn. Chưa bao giờ nghe thấy Nobita ăn thịt người bao giờ. Ôi tuổi thơ của tôi. Mất hết tuổi thơ rồi các bạn ạ. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Chắc là cậu mệt lắm rồi. Đúng vậy, mình thấy mệt mỏi quá. Mày cầm mồm đi. Đây bàn tay của mình nhá. Thế mới thấy là Nobita rất là to luôn đấy các bạn ơi. Đấy. Nobita đây là phiên bản người khổng lồ đấy, đeo cặp sách đi học đấy. Hay là nó bắt mình bỏ vào ba lô nhỉ ông nhỉ? Nó ăn thịt luôn, nhưng nó bắt anh làm cái gì? Ờ, tay này, tay cong queo luôn các bạn. Ôi ngón tay này. Không hiểu kiểu gì. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn từ góc độ này đi. Đấy. Bạn sẵn sàng để xem Nobita ăn thịt mình chưa? Ơ. Xin vĩnh biệt cô. Nobita, có giỏi ra đây đi, mình không sợ bạn đâu. Ui, 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 bạn ơi. Không sợ mà chạy nhanh thế. Phải chạy chứ không Nobita ăn thịt. Bắt bay đi Nobita. Thôi bạn ơi. Uầy, Nobita xịn phết nhở, không mắc bẫy theo kiểu bay tít lên trần nhà nhở. Vẫn cười. Ui, cái gì kia? Đâu cái gì đó? Cái cổ lìa ra hay sao kìa? Ôi, cái cổ của Nobita lìa ra khỏi người luôn các bạn ạ. Uầy. Ôi, Nobita đầu cắt moi ơi, cổ bạn bị làm sao đấy? Ôi, các bạn thấy không? Cái cổ rơi khỏi người ạ. Uầy. Thử đi lên xem là Nobita có quê ở Sơn La không đi. Rồi. Bây giờ anh thử nhảy vào đầu Nobita chạy thoát xem nhé ông nhá. Đừng. Yeah, được cả đây. Ô, anh thành công đó ông ơi. May quá anh không thành công nhân. Rồi, không chơi Nobita nữa. Đây các bạn ơi, chúng ta lại chuẩn bị thấy Nobita đã đứng chặn đầu mình sẵn ở trong này rồi các bạn. Đây này, thấy không? Ui, thấy rồi nha, thấy nha, bắt quả tang nha. Vẫn cười rất tươi nha. Ừ, đấy các bạn thấy không? Úi giời. Bây giờ mình thử xóa này đi xem nào. Xem Nobita có đi qua được nha các bạn. Ui. Nobita đi lên trên nó không trung luôn, không hiểu kiểu gì luôn các bạn ạ. Đúng rồi, mình đã xóa cái nền ở đây rồi các bạn. Mà nó không bị rơi xuống dưới thế giới này nhá, nó vẫn đi được. Game ảo thế đấy. Đây, chúng ta chạy chuẩn bị thấy Nobita từ đầu bên này chạy lên. Đấy. Rồi. Chương trình xóa. Và bây giờ mình sẽ làm một cái cánh cửa đây chặn đường của Nobita các bạn. Nhưng mà em nghĩ là anh phải làm Nobita bé lại. Bởi vì cánh cửa này to mà Nobita bé, Nobita không thể đi qua được. Đúng rồi, thông minh. Thế bây giờ chúng ta thu nhỏ Nobita lại nha các bạn. Đấy. Được rồi đấy. Đấy, bé như thế này không đi qua được đâu. Rồi, đâu xem nào. Ôi, thấy cả mình. Ông nói điệu các bạn ạ, Nobita vẫn chạy được ra. Sao nó lợi hại thế nhở? Ai mà biết được. Ui, Nobita trở thành quái vật trông cũng thấy nó ngố ngố mà nó cũng đáng sợ các bạn. Lại to rồi. Ôi không, ôi Nobita ơi. Ôi thôi, mình không trêu bạn nữa đâu. Ui không, Nobita ơi không. Ui trông đáng sợ quá các bạn ạ. Trời, mặt nó không kiểu kinh dị mà nó kiểu ngố ngố một cách đáng sợ. Rồi. Ôi cặp sách của Nobita này các bạn. Ôi đầu còn to hơn cái cặp sách luôn. Đấy, rồi bây giờ ở đây mình phóng to đi ốc. Đấy. Nobita phiên bản người khổng lồ. Cái giày to đúng bằng cái đường ống luôn các bạn. Rồi. Đi thôi các bạn ơi. Ui. Nhìn thấy toàn đầu gối Nobita. Wow. Đỉnh thật sự các bạn. Ui. Cái cổ kia các bạn kìa, thấy cổ Nobita rời ra khỏi người không? Ôi. Nobita sắp biến mất rồi vì đây là cuối đường hầm. Đấy, ui Nobita ơi. Ui biến mất luôn rồi các bạn ạ. Rồi, ok chúng ta lại tiếp tục hành trình thôi. Bây giờ không thấy Nobita rồi. Chắc đang đợi mình ở chỗ nào đấy á. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm ra được ở đoạn này là Nobita trốn ở chỗ nào các bạn. Bởi vì Nobita có phép thuật Wings Enchanted. À thế à. Rồi bây giờ mình sẽ đứng ở góc độ này nhìn Nobita ăn thịt mình. Đi. Bạn thấy không? Rồi, chuẩn bị. Bạn được xem tất cả nhé. Rồi ôi. Hello Nobita. Đáng sợ nhỉ các bạn nhỉ. Nobita đang hiền lành bây giờ lại đi bắt nạt mình. Ê bạn ơi, mình không học chung cùng bạn đâu, bạn là đầu gấu của trường à? Eo ơi, thế này mà có trai em chắc là trai em đấm bọn mình vỡ mồm. Đúng rồi, nếu mà trai em mà xuất hiện trong này chắc là đè mình đẹp dí. Đấy. Nhưng mà bây giờ coi như mình
vẫn thua Nobita, tại vì mình vẫn được tính là đã chết toi. Đúng rồi, nếu tính ra là mình vẫn chết và bây giờ mình cũng không thể kéo cái thùng này xuống được các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ mình kéo được cái thùng này mình tiêu diệt được Nobita chứ không? Game không cho mình kéo các bạn ơi. Đúng rồi, nên là chúng ta sẽ load lại game. Đúng rồi. Bong bong bay. Anh chơi bóng với Nobita à? Đúng rồi. Em nghĩ Nobita không chơi bóng được bởi vì Nobita rất hậu động. Không sao. Con trai ai chả thích chơi bóng. Nobita mà không giỏi chơi bóng thì anh mới có đành dạy Nobita chơi bóng vì anh mới có đành chơi bóng rất là giỏi đấy. Anh mới có đành chơi bóng rất giỏi nhưng chưa giờ được đá bóng toàn ở trong cầu thủ ở dự bị nha các bạn. Ờ, điều. Đấy là anh giỏi quá sợ cho ra sân các bạn khác đá không lại. Anh Thành cũng ra sân nhưng mà là để đưa nước cho cầu thủ. Em chẳng biết gì cả đây này, xem anh này đá bóng với Nobita nào. Đây này. Ấy, ui. Ui. Nhìn Nobita đá bóng này. Ấy, Nobita đá bóng chưa? Ôi bạn ơi. Đấy là Nobita thì đã như đá bóng như gì? Tự nhiên giống quả bóng bay thẳng vào mặt mình là mình hoảng hết cả người các bạn. Ờ, nghĩa là mình đã chết toi. Rồi, bây giờ anh sẽ xóa cái cửa này các bạn ạ. À, chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm với Nobita. Nobita này, hiện ra đi. Ôi không, không. Chết tiệt, bên quyền anh chạy đi. Nobita. Không trốn kịp. Đồ ăn hại. Ôi các bạn ơi, đi cái cửa không năng này nhanh quá. Mình chuyển sang đi cửa bên này đi các bạn. Đây là cái gì đấy? Cửa xuống địa ngục. Xuống địa ngục chắc là an toàn hơn là ở đây khác gì địa ngục đâu, bị quái vật truy đuổi đúng không các bạn? Ui, mặc cửa này tới 2 lớp luôn nha các bạn. Đấy, xóa 2 lần hết. Đấy, rồi. Đâu xóa đi. Cái tay nắm đi nữa. Không xóa được sao ạ? Hé. Mình đứng ở trong này, Nobita làm gì được mình đi. Ê bạn ơi, Ôi giời, cửa nào thì cửa. Thôi rồi. Đúng kiểu xuống địa ngục luôn các bạn ạ. Rơi ra ngoài thế giới thì đúng là xuống địa ngục thật. Baby Thành ăn đăng xuất khỏi thế giới. Anh đăng xuất khỏi thế giới rồi. Uầy ốc ơi, anh thấy Nobita trở thành quái vật là không phải là người tốt rồi. Anh đã biến ở đây rất nhiều những cái chỗ để cho Nobita trở thành người quét dọn, người lao công. Anh đừng ngon bốc phét. Có mỗi một cái chỗ ấy còn bảo là nhiều cái chỗ ấy. Được rồi, các bạn sẽ làm phép thuật win này. Thấy gì chưa? Nhiều chổi đấy. Chổi đâu? Chổi trên đầu anh à? Em là sao mà biết được? Chạy đi. Dược lava lên. Dược lava lên, chạy đi. Ôi, lava dốc lên đi. Ôi, Nobita vẫn đang đuổi kìa. Ôi, Nobita ơi, đừng bắt mình, Nobita ơi. Leo, mình đi đây. Ôi, cái gì khói đấy. Khói ơi. Thôi, mình đứng lên chữ Poppy Playtime này được không nhở? Được rồi, chắc được đấy. Mình xuống rồi. Mình cố gắng đứng ở đây xem được không các bạn. Các bạn ơi, mình đang đứng ở trên chữ này. Đây, từ mình bay ra cho các bạn xem. Mình đang đứng trên chữ Make a friend. Wow. Rồi. Nhưng mà làm nào để đi xuống nhỉ? Nhảy đúng vào đường ống khói các bạn ạ. Ôi nhớ một chồng đó. Đùa, cái ống khói này rõ ràng là nó có thông xuống dưới đâu nhỉ, mà nó có khói. Thôi, chạy đi. Nobita ơi, lên đây chơi mình, trên này cao quá. Bây giờ anh phải nhử Nobita ra chỗ khác, bởi vì nếu đứng thế kia là mình đi vào mà Nobita sẽ chặn đầu mình á. Bây giờ chúng ta phải lừa Nobita ra đây các bạn. Nobita ơi, ra đầu này này. Đầu này này, đấy. Đừng bắn vào mông Nobita. Bắn vào cái mông này hư à, bạn không được làm quái vật nha, không được dọa mình nữa nha. 26 slash Nobita chào các bạn nha. Tăng. Chết rồi. Nhưng bây giờ mình bỏ súng ra cái thì mình chết khác gì đứng dưới mồm của Nobita đâu. Các bạn thấy bàn tay của mình ở đây không? Thử bỏ ra xem. Mình đang đứng dưới háng Nobita các bạn ơi. Chạy đi. Cố gắng chạy nha các bạn. Cố lên. Không chạy được các bạn ạ. Cho Nobita biến mất đi. Đúng rồi, mình xóa Nobita đi thì là mình không bị ăn thịt được các bạn. Nobita giật này.
Nobita này. Tuổi con ngan con gặp anh Hành chỉ có ăn hành thôi, chứ đó là của Hành cơ mà. Đúng rồi. Làm gì có cửa xanh ngoài. Nhưng mà hình như Nobita vẫn sẽ xuất hiện đây các bạn ạ. Mình không thể thoát được đâu. Rồi từ từ. Đây, Nobita vẫn ở đây các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phá cái này đi nhá. Nobita ơi, bạn bắt mình đi này. Đây đây, ôm mình đi. Hôn chụt chụt nào. Ui giời. Sao đòi hôn Nobita? Anh fan hâm mộ Nobita phải thơm nhau chứ. Trao yêu thương nồng thắm mến yêu. Đấy, đoạn này mình sẽ cho Nobita to ra nha các bạn. To ra một tí. Thế thôi. Ôi, giật 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 tung tung rồi này. Trời nóng quá, trời rét quá. Ôi, thấy mất cái mồm luôn các bạn ạ. Trời ơi. Nobita đi nhanh nhá. Bình thường nó bé nó đã đi nhanh rồi, bây giờ nó to, nó chân nó dài hơn các bạn ạ. Ôi, cái cổ kia, trời ơi, cái cổ kinh quá. Ôi, nhớ là anh nên chạy thoát đi. Mình tóm các bạn ơi. Ok, anh sẽ cho Nobita, tí anh sẽ tép mông Nobita đoạn này. Cứ đợi đấy nha. Ý, cái cổ của Nobita trông kinh quá. Ôi, chết được không? Ý đi qua quay lại là chết vỡ mồm ngay. Anh cứ mãi chém gió thì Nobita sẽ cho anh ơi, anh ngất xỉu. Nobita ơi, mình xin lỗi ơi bạn ơi. Chôn Nobita đi, chôn Nobita đi. Yeah. Tép mông nè, hư nè. Dám bắt nạt các bạn, bắt nạt mình nè. Bảo Nobita về trường học đi. Về trường học đi nha. Chắc là Nobita học online đấy. Cái đầu quay mất hút luôn rồi các bạn. Mau kéo chiếc thùng để Nobita đăng xuất khỏi Poppy Playtime. Đúng rồi, Pom. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cho Nobita biến mất. Đi lên. Đúng lúc nó lao đây. Không giật kịp là thế nào nhớ. Làm lại. Đồ ăn hại. Mình sẽ tạo đây vài anh Nobita để Nobita có gia đình các bạn ạ. Ôi trời ơi, một Nobita còn đã bị hành cho gần chết, còn mấy Nobita. Kệ anh thích Nobita, có nhiều Nobita cơ, đấy. Tôi quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà hình như Nobita gặp các vấn đề về xương khớp, sao các bạn này tay làm gì mà khú khoa khú khoèo này. Để mình chữa cho bạn nhá. Bạn gặp các vấn đề về xương khớp à? Còng. Đây mình hành massage bằng cách bắn bóng đấy. Đấy, bóng này rất êm nha các bạn, không có đau đâu. Thôi thà cho Nobita đi. Rồi ok, đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ biến Nobita này trở thành Nobita tí hon như mọi hôm ấy. Đấy. Ui biết tí. Trông như con kiến ý. Thì hãy cho Nobita này to như một con voi. Đúng rồi, to lên nào. Nobita này sẽ vác cả nhà máy Poppy Playtime mang đi chơi luôn các bạn. Ui các bạn ơi, cái bàn chân của Nobita này to đúng bằng cái mặt sàn của nhà máy rồi các bạn. Đấy, cái chân này. Bây giờ bay ra khỏi nhà máy xem Nobita đi. Con Nobita này bé tin hin luôn các bạn. Các bạn cùng xem này, Nobita siêu to khổng lồ. Wow, Nobita vô địch thế giới. Trời mỗi ơi. Mỗi tội học ngu. Trông mặt rất là dễ thương nhưng mà lại là quái vật. Đấy, mình đi đâu là Nobita nhìn đấy nha. Cute nhỉ? Đấy, khi mà Nobita to sẽ như này nha các bạn. Đeo ba lô như kiểu cõng theo cả nhà máy nữa ấy. Kinh thật sự rồi, bây giờ chúng ta vào trong. Đấy, đi vào đây để gặp nhân vật chính. Không biết nhân vật chính có đi ra được không? Khi mà có một con Nobita to như này nha. Rồi. Bây giờ anh phải chạy thoát rồi đấy nha. Đúng rồi, bây giờ chúng ta cùng chạy thoát nha các bạn ơi. Mình sẽ không để Nobita bắt được mình nữa đâu. Bye bye bạn nha. Bye bye sau đi. Át cho cái. Phải cố loại oánh một cái trả thù các bạn ạ. Bị Nobita ăn thịt mấy lần. Đây. Ui. Rồi. Nobita đi. Ui. Chạy đâu các bạn ơi. Chạy thật nhanh. Thấy rất nhiều chữ no ở xung quanh đúng không? Nhưng mà mình cứ yết à, đương nhiên nó cắt tiết đấy. Ôi, Nobita ơi, mình chạy đây. Ui. Lại còn đợi Nobita nữa, nó lại cho một cái ngoạn thì thôi rồi. Giống như kiểu hai bạn học sinh đang chơi trò đuổi bắt đấy các bạn ạ. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chúng ta chui xuống đây nha các bạn. Ây da.
tuổi gì sánh vai. Nobita ê tét mông. Tuyệt chiêu tét mông không bao giờ có thể sợ con quái vật nào cả. Thôi đừng có xô nó kẻo lại nhìn người ngay. Sai một ly là đi xuống địa ngục ấy. Ui. Nhanh lên. Ui, các bạn ơi, Nobita ơi, tha cho mình, Nobita đầu cắt moi ơi. Mau kéo thùng đi lần này, đừng chờ đợi nữa. Nobita này, tòm, Nobita quái vật đã bị mình tiêu diệt các bạn ạ. Yeah, lộ tung phèo. Rồi, nhưng mà hình như Nobita không bị chết đâu các bạn. Nobita không chết đâu, Nobita lại quay trở về thế giới Doraemon ấy. Ờ, hình như vào đây là bị con búp bê Poppy nó điều khiển đúng không các bạn? Chứ Nobita là người tốt mà, mỗi tội học rốt thôi. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay mình cùng ốc đã làm Nobita xuất hiện trong Poppy Playtime. Và các bạn đừng quên giúp tụi mình cái bấm nút like này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình làm thêm các tập mới. Còn bây giờ bye bye. Bye bye và đừng quên hãy xem quảng cáo nha. Yeah, đeo củ hành mà đúng kiểu bị ăn hành đúng không các bạn?